Một. Hai, xin chào tất cả các anh em đam mê nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Du Hí Đam Mê trên YouTube của mình. Đấy thì cái chủ đề về thuần chim rất là quan trọng, bởi vì chủ đề này sẽ xuyên suốt trong rất nhiều cái clip mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em. Như các anh em thấy thì hơn một tuần trước ấy, mình quay cái clip về thuần chú chim khuyên. Khuyên thì hiện tại đang ở đầu kia kìa. Thì cái tuần đấy thì là mình đã quyết định là ra ngoài tiệm chim cảnh của em Thịnh, của dốc ô tô ấy, của nông trường Mộc Châu, và nhìn thấy em chim chào màu má trắng này có tố chất nên là quyết định tuyển về, nên là em được các bạn nhá. Thì là mình đã quyết định là thuần hai chân bằng cái bằng cái dây xích thuần của chim khuyên luôn ấy, và rất là vừa vặn và đều. Đấy thì hai ngày đầu tiên thì công việc của mình ý, ăn rồi chỉ suốt ngày đợi nhìn vào cái lỗ trần này này và xem như thế nào, và thực sự thì nó lao xuống rất là ầm ầm các bạn ạ. Lao nó hoảng, thấy người lại gần thì nó quấn dây khắp mọi nơi luôn, mình cứ phải gỡ dây gỡ chân cho nó. Và đặc điểm của con chim này rất là khỏe các bạn ạ. Đấy thì mình cứ thuần đi thuần lại, và đến hiện tại đến ngày hôm nay thì khoảng tầm hơn một tuần. Thì bên ngày thì mình thường là hay mang xuống dưới nhà, bởi vì trên nhà mái tôn của mình tầng 2 rất là nóng, còn bên đêm thì là mình đưa lên trên đây để tránh xa khả năng của chuột mèo có thể gây hại. Thì đây là chú chim chào màu đây, các bạn có thể thấy đây, để mình có thể mang được em chim đậu trên tay này ấy, cả là một công đoạn rồi, không hề đơn giản, bởi vì cứ hễ mà lại gần nó là nó nhảy toán loạn luôn đấy. Và hai ngày hôm nay thì mình đã đạt được cái bước tiến khá là lớn, và em chim này đó chấp nhận đậu trên tay, mặc dù thi thoảng vẫn bay ra bay khỏi tay, nhưng mà mình lại phải đưa em ấy trở lại, và em ấy kiên trì đậu trên tay. Và con chim này khá là dữ, để tay lại gần ấy thì nó mổ các bạn ạ. Đấy thi thoảng các bạn đấy, mình nói có sai đâu, con chim này vẫn thực sự là nhát, nên là cần có thêm thời gian để thuần dưỡng nó, thuần hóa nó. Thì các bạn ạ, mình cũng nói luôn rồi, có các rất nhiều cách thuần khác nhau, chẳng hạn như là bỏ vào chai dầu thực vật thuần, thì cái đấy cũng mang tính chất tương đối. Cái thứ hai nữa là thuần xích, nhưng mà thuần xích này thì nó, nếu mà mình không tiếp xúc thường xuyên, không để ý nó thường xuyên ấy, thì nguy cơ là gì, nó bị quấn, nó bị đói, nó bị rơi xuống mà không bay được lên ấy, thì cuối cùng nó yếu và nó chết. Thế nên là rất là nguy hiểm ở chỗ mình phải có thời gian để mình quan sát và mình theo dõi nó, mình chăm sóc và mình vuốt ve nó, để cho nó cảm thấy con người là gần gũi. Đấy, với thứ nữa là gì, là hôm nay mình thấy con chim này rất là khỏe, nhưng mà hết mình lại gần thì là nó bay toán loạn. Mình quyết định lấy hai cái móc quần áo trẻ con đấy các bạn ạ, hai cái móc quần áo trẻ con như ở trên dây này, hai cái móc quần áo trẻ con, và mình móc vào cái tay nhựa này. Các bạn thấy, có thể thấy đây cái tay nhựa ở đây, mình móc vào đây, sau đó là nhà của mình cho nó khá là kín, mình thả đi cho nó bay đi bay lại khoảng tầm trên dưới chục lần, đến lúc nó ngẩn đi, nó mệt đi thì mình lại gần nó, thì nó cũng không có nhiều cái sự chống cự, chống đối chủ nhân. Đấy các bạn ạ. Nhưng tóm lại là cuối cùng thì sau một lúc nó hồi lại sức khỏe, nó vẫn nhát như thường, thì là mình mới quyết định là nghĩ ra cái cách. Đây các bạn có thể nhìn thấy cống đồ ăn đây, cống nước ấy thì là vẫn còn, còn cống đồ ăn từ đầu mình để rất nhiều, nhưng mà bây giờ mình từ trưa đến giờ, chính xác là từ khoảng tầm 9 giờ sáng giờ mình đã rút cống đồ ăn ra, mình không để đồ ăn ở trong đây nữa. Và mình đã để chuối cộng với cám ấy, mình trộn lẫn với nhau. Sau đó là khoảng tầm 1-2 tiếng thì mình mới lên cho nó ăn một lần. Đấy các bạn có thể thấy đây này. Đấy, đói là phải ăn hết, đây là bản năng sinh tồn rồi. Đói là phải ăn, khát là phải uống, không ăn không uống thì chỉ có tèo. Đấy, đây là cái cách mà thuần dưỡng mình nghĩ là quan trọng nhất. Lên đi, em ơi lên đi, em quay lại gần nó sợ. Đấy các bạn ạ, giống như con người thôi, đói thì đầu bố gối cũng phải bò. Đói thì lúc mà nhiều khi mình nó mà lì, mình để trong khoảng tầm 2-3 tiếng đói hẳn đi, bởi vì con này rất bướng ở chỗ là gì, mình đưa sâu đưa dế các thứ lên nó không thèm ăn. Đấy, nhưng mà bây giờ dùng biện pháp mạnh là gì, cắt lương thực và phải tuân theo khẩu phần của chủ, khi nào chủ cho ăn mới được ăn. Chứ bình thường các bạn mà cứ để đồ ăn sẵn ở trong đây ấy, thì là cứ lúc nào nó nhẩn nhơ, nó đói, nó lại ra nó ăn, nên người lại gần nó chẳng tác dụng gì. Mặc dù là trong khoảng một tuần qua mình đã cố gắng lại gần nó hàng ngày để tiếp xúc, để mà vuốt ve nó khá là nhiều, nhưng đối với cái dòng chim ngoài thiên nhiên như các bạn thấy này, con này lông đuôi rất là đít, bắt đầu đỏ rồi này, màu rực này, thấy con này có tướng rất là đẹp đấy, nó rỉa rất là ác. Thì các bạn đừng có mong rằng là dùng những cái biện pháp nhẹ mà được, chúng ta phải dùng tình cảm, chúng ta phải vuốt ve nhẹ nhàng, trò chuyện với nó thường xuyên. Tuy nhiên đôi khi chúng ta phải dùng những biện pháp mạnh, chẳng hạn như là gì, bỏ đói
Đấy, chúng ta phải cho nó tập lực ở chỗ là gì, chúng ta đeo những vật gì đừng có nặng quá nhưng mà cũng đừng nhẹ quá, chẳng hạn như là một hai cái móc quần áo ấy của trẻ con ấy. Đấy, sau đó là thả ra cho nó tập lực, nhớ là phải trong không gian kín các bạn nhé, chứ nếu mà không gian hở là nó bay mất luôn và cuối cùng đuổi không bắt được lại là nó cũng chết đấy. Nuôi chim thì là mình phải coi chim như là những người bạn và phải trò chuyện tâm sự với nó, tuy nhiên đôi khi cũng phải quát mắng ầm ầm luôn. Đấy, con chim này là 4-5 ngày hôm trước là mình quát rất là nhiều, mắng rất là nhiều, mình nó mắng những cái câu như là về với chủ nhân thì là phải tuân phục theo chủ nhân, ở ngoài thiên nhiên ấy, cuộc sống tuy tự do tự tại nhưng có rất nhiều kẻ thù ngoài thiên nhiên như là những loài chim ăn thịt, rồi mèo, rồi chuột, rồi kiếm ăn rất là khó những ngày nắng gọi là cháy da cháy thịt, những cái ngày mưa gió bão bùng. Đấy, thì các bạn xử lý thế nào? Về dưới đây thì là ăn ở sướng, cái gì cũng có. Đấy, các bạn cứ theo dõi những cái kênh của mình ấy, kênh YouTube đam mê của mình với những cái clip, các bạn hãy chia sẻ những cái quan điểm đấy, góp ý cho mình thêm để kênh của mình ngày càng hoàn thiện. Và đặc biệt các bạn hãy theo dõi kênh của mình, ấn vào nút like đấy, ấn quả chuông để theo dõi những cái clip ra lò sắp tới của mình. Đấy, Dư Hí đam mê, mình hy vọng đây là cái kênh mang lại những cái chia sẻ những cái niềm đam mê cũng như những cái kinh nghiệm về sinh vật cảnh, về bonsai, cây cảnh, chim cảnh, thế giới sinh vật cảnh cũng như những cái đam mê về du lịch, khám phá về văn hóa, ẩm thực, truyền thống. Tóm lại là kênh của mình là kênh đa di năng, tạm thời trong thời gian dịch này mình đang tập trung vào chủ đề về thuần chim, chơi chim. Đấy, Dư Hí đam mê, chào các bạn.